Cái gì? Người cho anh em có bất ngờ dành cho Tranh. Bất ngờ gì? Bất ngờ tôi đùng vàng luôn. Nhưng mà bất ngờ này bất ngờ tốt hay là bất ngờ không tốt? Tốt. Tốt á, à? Thế bạn gợi ý cho anh, bạn gợi ý cho em nào. Gợi ý. Bí mật. Bí mật cái gì mà bí mật? Đổi một cốc trà sữa, gợi ý luôn. Đỡ tò mò. Ấy, này. Chết rồi, thế này không đổi được trà sữa là tao ăn rồi, có điểm rồi. Đợi ấy, này. Tranh ơi, bất ngờ trong này. Đâu? Cái gì? Cái gì? Cái gì đây? Đơn bom. Cái gì? Đơn bom. Lại đơn bom. Cái này mình đang đặt bom bé hơn. Thôi xong rồi. Bóc nguyên chiêu. Thôi xong rồi. Cái gì đây, lại đơn bom, lại đặt đơn bom về khu nhà em. Mình đặt bom này rẻ hơn, mình bọc trước. Trước là triệu mấy nhỉ? 1,5 triệu. Bọc này có 250.000. Cái gì? Bọc này to hơn bọc trước mà 250.000 đấy, bọc này phải. Cái gì, 2,5 triệu à? Không. Thế bao nhiêu? 2 gì? 2 triệu. Triệu gì là triệu, hai bao nhiêu? 2,5 triệu. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, 2,5 triệu. Nhưng mà mình 25 củ khoai sắn. Mình sẽ khui cái bọc này ra để xem bên trong này có cái gì. Lại lỗ như lần trước à? Lần trước không, em chưa đủ lỗ à? Không lỗ, mình thấy đợt này có uy tín. Mình uy tín. Chỗ hàng này sẽ là tiền trà sữa với tiền ăn vặt của em trong tháng này. Cấm luôn. Em khui xong là coi như là đi luôn cùng với đống hàng ăn vặt của em luôn nhá. Không đòi, không xin, không thêm. Mình biết rồi. Mình khui. Khui đi. Mày, hai mẹ con nhà mày thông đồng với nhau đúng không? Thằng kia, sao mày lại liếm cái đấy? Mày có thông đồng với mẹ mày không? Sun. Bố bảo kìa, nhìn kìa. Nhìn vào đây. Kìa. Hai mẹ con nhà mày thông đồng với nhau là cái chắc rồi. Không biết gì hết. Con cũng không biết gì. Trời ơi, cái bọc này 2,5 triệu lận em. Sao to này, nguyên siêu à? Nguyên siêu. Mình thấy cái bọc này là nguyên siêu đỏ. Bọc lần trước mình đặt là bị tách ra, còn bọc này là nguyên siêu luôn, là khóa luôn ở đây. Cứ để mình khui luôn nhá. Thì chả khui đi chứ làm gì. Tao mang tao vứt cả mẹ cả con ra ngoài. Không. Thằng kia vẫn rất là chăm chỉ để liếm ạ. Được rồi, bây giờ sẽ đến chuyên mục phân chia đơn to và đơn nhỏ. Phân chia gì? Đơn to và đơn nhỏ. Rồi, bắt đầu đi. 349.000, đơn rất to luôn. 349. Các bạn ơi, cái đơn gì đấy to sực luôn ý. Uầy. Đơn gì đấy? MLB luôn bạn ạ. MLB ạ? Ừ. Không thấy giá. Có thấy giá không? Chắc là giả hoặc là hay là có những cái túi này nhở. Thôi cứ để đây đã. Rồi, tiếp. 148 cành. Rồi. Có thể là trong mình thấy rất nhiều đơn to nhá. 435.000. Từ nãy giờ mấy đơn toàn đơn to rồi. Ghê phết nhở. 51. Uột, đời nặng uột. 339.000. Nặng ghê luôn ý. Bên trong mấy bình gạch cả ạ. Không ạ. Nào tiếp nào. Một đơn 200 cành. Khả năng là toàn to đấy. 65 này. 8.000. 38.000. 47.000. 16.000. Hết. Hết chưa? Hết. Ôi dồi ôi, chắc chỗ này phải tầm 200 đơn bom. Phải tầm 200 đơn đấy. Tại vì nguyên cái chỗ đơn bé này là đã gần 100 đơn rồi. Trong chỗ này phải tầm 160 đơn. Nhiều kinh khủng. Lần này đơn bom to nhiều nhỉ. Đơn bom to cả núi kìa. Thế vậy bạn muốn khui cái nào trước? Đơn nhỏ hay đơn to? Lần trước tôi khui đơn nhỏ, chứ hôm nay tôi sẽ khui đơn to. Khui đơn to trước hôm nay đúng không? Hôm nay khui đơn to trước. Khui đơn to trước nha. Ok. Rồi, khui cái lối hàng to trước đi xem nào. Tôi sẽ lấy từ bên dưới lên, tôi sẽ lấy mấy cái đơn to này trước à. Ừ. Ok. Đơn đầu tiên sẽ là áo dệt kim cho nữ 149.000. Shein. Nào, xem cái áo dệt kim cho nữ nó như nào. Ui, hai cái lận nha. Hai cái lận này. Tôi phải xem cái hình thủ cái áo nó như thế nào. Wow. Áo gì đây ta? À, áo crop top nha. Dạng crop top ừ, nhưng mà kiểu như là sexy sụp sù ấy. Nách. Đây tôi sẽ để gọn cái áo này. Cái áo này tôi nghĩ là nó cũng giống như áo này thôi. Ừ. Ok. Rác bỏ vào đây. Rồi tiếp. Bỏ rác vào một chỗ. Tôi sẽ thu cái đơn to thứ hai. Đó là cái đơn này. Ôi dồi ôi, đơn gì mà như là cái wow. Cái gì đây? Miếng dán tường 3D giả gạch
gạch màu trơn. Ôi giời ơi, miếng dán tường à. Sao tôi sẽ dán lên cái chỗ này. Em nói là cái đơn gì. Wow. Được không, đẹp không? Đẹp nha, nhiều lắm luôn ý. Ủa, này. Nhiều thế. Uầy. Uầy. Cũng được mà. Được mà. Đây, màu xám hợp với màu giường mình luôn này. Thôi, để sang bên này. Ờ, ok. Cái đơn này to quá thì tôi xin phép để dưới đây. Ừ, đấy, để đấy. Rồi. Tiếp. Mà cái này tôi sẽ để dưới nữa. Tí nó dọn xong. Rồi, tiếp đi. Tiếp cái đơn này, tại vì tôi đang tháo cái đơn này từ nãy giờ. Sao đơn này to nhỉ? Tôi rất là sợ đâu. Tôi không nghĩ là đây là một cái túi thật. Tôi nghĩ nó là hàng fake hoặc là bọc vỏ thôi bạn ạ. Nhưng mà... MLB á. Nhưng mà tôi vẫn bảo nó là... Chắc là hàng fake rồi. Ừ, tôi nghĩ thế thôi. Chứ chẳng nghĩa là hàng thật mà nó lại bom đúng không? Đúng. Mà người ta lại bom đúng không? Thế thì... Ấy quá. Cái đơn này dán chắc thế. Nào, cắt luôn. Sao nó cứ tô đen hết cái kia nhỉ? Tô đen hết địa chỉ các thứ luôn. Đơn này. Người ta tô đen để cho mình không biết là ai đặt hàng và ai là người bán hàng. À. Đó. Người ta phải tô đen hết địa chỉ các thứ đi. À. Đơn nào cũng thế mà. Ủa. Mà cái đơn này thông thường là tôi nghĩ đơn này xịn nha bạn nha. Ôi bạn ơi, tôi thấy nó kiểu nó hơi cái vỏ của nó khá là. Mà cái đơn này cái tô mất cả giá tiền, không biết giá tiền nào nên không biết là hàng gì cả. Tí xem thử bên trong, tí xem như có giá bên trong. Rồi ok. Rồi. Ôi bạn ơi. Cái gì đấy? Ôi bạn ơi. Ôi, lòi rồi bạn ơi. Bạn bóc ra để tôi xem đã. Ôi bạn ơi, từ từ nhá. Cắt cả cái dây đấy luôn đi. Ôi bạn ơi. Ôi. Từ từ. Ôi. Đây mà. Ôi, sao nổi da gà luôn bạn ơi. Sao đây mà là hàng bom á? Bạn ơi. 3.8 triệu. Bạn ơi, tôi đổi ra gà luôn này bạn ơi. Tôi cũng đang đổi hết ra gà đây này. Đổi ra gà luôn này, ôi. Thật á? Bạn mở ra xem bên trong nào. Không, hàng thật rồi. Cái tag này tôi nghĩ là hàng thật rồi bạn ơi. Ôi, còn có cả cái này nữa này. Ôi, còn có túi nhỏ nữa. Ôi, hàng thật rồi bạn ơi. Hàng thật rồi, đây này. Cần thì nữa mình check tag luôn. Mọi người, đây hàng thật hay hàng giả mọi người? Ôi, hàng thật để cho mọi người nhìn nhá. Đây này, tôi em nhìn thấy nó đẹp lắm mọi người ạ. Tôi còn thấy cả tác đây này. Để xem đừng chỉ các thứ em nào. Ôi tôi thấy đẹp lắm bạn ơi. Đẹp mà. Ui, tôi kể ui hai túi luôn mà. Tôi vẫn thích nhá, nhưng mà hàng thật thị rồi bạn ơi. 3 triệu 8 cái túi này á. Ừ. Hàng fake tôi nghĩ không đến 3 triệu 8 đâu. Không, tôi nghĩ đây là hàng thật gì đâu, không thật lắm mọi người ạ. Ui, ui, anh vẫn đang nổi gai ốc như này. Tôi vẫn đang nổi hết da gà này. Ui, thôi. Hôm nay lời rồi nhá, hôm nay bạn không được nói tôi gì cả. Tôi sẽ vẫn đòi tiếp một tuần trà sữa và đồ ăn vặt nhá bạn nhá. Từ từ để tôi kiểm tra đã. Rồi, sao thằng này mày xuống đây làm gì? Ok ok. Thằng này mày xuống đây mày hóng cái gì? Nó nổi da gà rồi với tôi. Thôi đừng vuốt lên người nó tay bẩn. À nó muốn chui vào đấy à? Đấy con mà con check đi xem ra hàng thật hay hàng đều. Con check đi. Ui đơn này mà 3 triệu 8 á. Ôi tôi thấy luôn, tôi vẫn nổi da gà luôn này. Nhưng mà nó đẹp thật ý mọi người ạ, bạn ạ. Tôi còn thấy có cả hai túi luôn cơ, mà tôi nhìn nó kiểu rất là đường may kỹ luôn ấy. Thôi thôi bạn cứ khui tiếp đi. Ok ok, thôi để tôi khui tiếp nhá. Tôi mong là hôm nay tôi sẽ bổ sung với thêm một vài đơn nữa. Tiếp nhá. Một đơn. Ôi thằng kia nó nằm đấy luôn ạ. Nào. Ôi trời ơi, xem cái đơn này đơn gì. Ba lô đi học 229 kg. Lại ba lô. Ba lô. Bên này một cái ba lô to rồi, bên này lại ba lô. Tôi nghĩ là cái này cũng xịn đấy. Wow, tôi thấy nó có mùi xịt xịt bạn nhá, nhìn này. Wow. Cái gì đấy? Của Boston. Nói chung là tôi thấy xịt. Có ghi giá gì ở đây không? Không ghi giá ở đây. À, phải 229 à. Uầy. Uầy. Lại ba lô bằng da. Ừ. Uầy. Xịt nha bạn nhá. Sao hôm nay nhiều đồ đẹp thế nhở? Tôi không biết luôn ý. Da luôn này. Ừ, chất da rất là xịt luôn nhá, chất da rất là xịt luôn nhá. Thằng kia đang nghịch kìa. Úi giời nghịch. Nhưng mà tôi thấy chất da rất là xịt luôn nhá. Uầy. Cặp ôi đằng sau lót cái này để đeo lưng cho mềm này. Nói chung là ba lô rất là xịn luôn. Xịn. Chưa hẳn là xịn lắm đâu, cũng có một cái đường chỉ thừa hay gì đó ở đây nhưng mà rất là đẹp. Nếu mà kiểu để phẳng phiu mà để đeo cho cặp sách hoặc máy tính mà rồi đeo đi học thứ đẹp á, bạn dơ cao lên tôi nhìn mà. Được, giá trị đấy. Thế là hai đồ giá trị rồi đấy. Được. Tiếp nha. Tôi thấy cái bịch này rất là nặng. Có phải ngon nhỉ? Cái bịch này rất là nặng. Có phải ngon nhỉ? Cái này khối hàng to trước lại quá. Tôi không thấy có tên gì cả nhưng mà nhiều khi nó che hết cả tên ấy. Nhìn như đá đấy bạn. Đá. Tí nữa khui sang đống hàng nhỏ này là mới ối rồi ôi này. Cái đống hàng nhỏ này mới là ối rồi ôi này. Tôi thấy tôi lời rồi bạn ạ, tôi thấy tôi lời rồi ạ.
như kiểu đi săn tìm kho báu ấy nhỉ. Ôi bạn ơi, tôi thấy cái này nó có biến bạn ơi. Cái gì đây bạn, mở ra xem nào. Cái này gì mà như kiểu hàng, cái này như của hàng Việt Nam ấy bạn ơi. Nhưng mà nó là cái gì mà đây, cái sợi cả cụm dài như thế nhỉ. Tôi thấy chữ Việt Nam. Ôi cái đơn này khó tách quá, tại vì nó bị chặt. Nó bọc kín quá. Nó bọc kín quá. Bạn cắt luôn cả đằng đầu nữa, đằng đầu luôn. Rồi. Hình như là một set mấy hộp gì. Ôi giời ơi. Ôi. Kem tôi... trắng à. Kem body, tôi kem body của mềm. Tôi biết hãng này. Hãng này của Việt Nam. Mang đây xem. Kem body của mềm. Mềm. Một hộp này, hai hộp này. Đây. Ba hộp này. Chả biết loại này loại gì, mọi người có biết không? Loại này có tốt không mọi người? 5 hộp này. Có hướng dẫn sử dụng với các thứ luôn này. 5 hộp luôn này. 5 hộp luôn á? 5 hộp luôn và một cái bánh xà phòng. Tặng kèm à? Ừ. Ôi, mọi người ơi. 5 hộp kem body. Bác nào mà thích dùng kem body thì inbox tôi ngay và luôn. Tôi sẽ tặng cho mọi người. 5 hộp ở đây rồi. Tôi nghĩ là hộp này dùng cũng thích đấy. Tại vì thấy nhiều người review mà. Rồi ok nhá. Tiếp đi. Tiếp nhá. Thôi tôi để gọn cái này vào góc này nhá. À đồ. Ôi trời ơi. Xịn xò nhờ. Tiếp. Bán đảo, đơn này bao nhiêu? Đơn này là áo sơ mi, tay dài đáng rộng 129.000. Hôm nay nhiều đơn hàng thời trang ấy. Sơ mi à? Sơ mi này. Cẩn thận cắt luôn áo. Sơ mi trắng là nội tiết trắng lắm đấy. Thôi đơn này để ở bên kia khui sau đi. Đơn này không giá trị lắm. Quần jean nữ 184. Size gì đây, có size không? Size S luôn bạn. Size S à? Đa số nữ là size S mà. Size S luôn. Mở ra luôn à? Mở ra luôn. Quần jean thì chắc có đẹp. Quần jean này jean trơn bình thường thôi. Jean trơn bình thường. Jean trơn bình thường. Ok. Rồi cũng được, để sang bên đấy. Tiếp nha. Đơn này là một đơn không đồng. Cái gì đây? Z đi trong nhà chống trượt. À được. Tôi đã nghĩ hình dung đến thì như là nó có giống lớp nhưng thế là mình có thay được đôi dép khác này. Ok. Tôi biết ngay. Ui. Mà tôi đã hình dung ra nó là một con khủng long hay một con vịt, tại vì tôi thấy khá là to. Mở ra đi xem nào, mở ra xem cả đôi nào. Như size lớn phết đấy đúng không? Ừ, size to các bạn ơi. Wow. Ui dồi ôi. Size này là size khủng bố rồi mọi người ạ. To nhỉ, em để xuống đi, để xuống anh tự nhìn. Đây. Đây. Khá là đẹp nha. Không biết size bao nhiêu. Nhưng mà dép này đi trong nhà á. Em đi thử đi. Rộng không? Có á. Thừa rồi. Luôn, thừa một góc luôn này. Ờ, à, thôi bỏ ra đi. Ok. Cũng được. Xinh. Rồi, để đây. Rồi. Tiếp. Tiếp. Trời ơi. Đơn này không thấy tên sản phẩm. Không biết là cái đề. Nhưng mà đơn này là 200.000. 200.000. Ôi, như lại quần áo rồi bạn ơi. Như lại quần áo. Áo gì đây mà to thế? Áo phao. Ôi áo phao à? Áo phao luôn này. Sao nó cũng về mùa hè này nhở? Về mùa đông là đẹp rồi. Chắc là cái đơn này bị bom vào mùa đông. Ôi áo phao, như áo phao này, áo phao ba lỗ hay sao em ạ? Ừ. Ừ được, áo này đẹp này. Áo này đẹp này. Áo này đẹp mà phối kiểu mặc đồ là đẹp này, cho anh sờ chất đây mà. Ồ chất khá là mềm, vẫn có chỉ thừa này. Chỉ thừa khá nhiều nhưng mà khá là đẹp. Ok, mùa đông là tôi sẽ có cái để phối. Được đấy, áo này đẹp này, phối dễ này. Khá là đẹp nhá. Rồi. Rồi. Ok. Hôm nay tôi thấy nó cũng khá là chất lượng đấy bạn. À cũng tương đối đấy. Ui, kính mắt thời trang nữa. 10 cái kính. Đơn này đơn 435.000 là đơn to tiếng nhất từ nãy tôi thấy. Thế á? Ừ. Đâu đây, đơn này to nhất này. Đơn 3 triệu mấy này nhưng mà nó không có giá đây. Nhưng mà nó không có giá, tôi không nhìn thấy bên ngoài. Trời ơi. Đây, cái sao đơn này. Sao ta lại bom được cái đơn này nhỉ? Tôi không hiểu. Hai cái cặp đẹp như thế này. Tôi nghĩ là cái đơn kia họ đặt thanh toán bằng tiền mặt nên là họ mới bom, chứ nếu mà thanh toán bằng... Mọi người check của em. Hoặc. Đây. Tôi không nghĩ trời là... ơi. Đấy đâu. Mã tác đầy đủ luôn này. Tôi nổi da gà luôn mà bạn. Trời ơi. 10 cái kính á. 10 cái kính. Xem nào. Ui dồi ôi. Ôi, bạn thấy không? Đổ ra đi em nào. Đây nhá. Có 3 cái kính giống nhau luôn. Cũng khá là đổ nhiều. Đổ hết ra. Ui dồi ôi. Ngầu nhờ. Bạn ơi. Cái đơn này là cái đơn gì ấy? Đơn này là tôi vội thu kính rồi, tôi cả năm tôi không phải đi mua kính luôn ấy. Nhưng mà toàn kính đầu vuông thôi em ạ, toàn kính mặt vuông. Có rất nhiều những cái loại kính khác nhá, như ở đây này. Những cái loại kính thời trang như thế này này. Đeo thử không? Đây. Tôi nói chung tôi không cần đeo thử nhưng mà nhiều màu lắm bạn ơi. Đây nữa này. Đây nữa này, đây là màu này nữa này. Đặt một phát 3-4 cái màu này luôn này. Ôi giời ơi. Đây nữa này. Một đống kính luôn này. Đây nữa này. Đây nữa này. Ngầu phết nhờ, tôi thấy cái kính này đẹp này. Nó có cái tác này. Cái này này. Cái nào? Ờ cái này nhìn ngầu này. Ừ, cái này cũng đẹp này. Ừ. Cái này có chữ V. V.
Cái màu xanh này cũng đẹp. Đây cái màu xanh này bạn rút ra cho tôi. Cái màu xanh này tôi thấy cũng khá là đẹp. Đây này, cái màu xanh cũng đẹp này. Đây này. Thấy không? Đẹp đẹp. Nhìn đẹp. Nó khá là ngầu đây. Cái viên nó còn viên kiểu chữ B. Bạn đeo thử qua nhẹ nhẹ luôn. Tháo tháo cái kia ra. Để tôi đeo thử nhá. Đeo thử đi. Tôi nhìn đây em này. 430 mấy nghìn thì khá là ưng đấy. Ôi, ngầu đét, quay nghiêng nào, không nghiêng. Được bạn ơi, được bạn được. Ơi, được nha. Thôi được rồi, tháo ra đi. Ok. Nói chung là tôi đếm cho bao nhiêu cái kính này, tôi bảo nó 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hơn 10 rồi, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cái kính nha mọi người nhá. Ở đây tôi có 16 cái kính ở đây. Và chắc là tôi thử đi bao quay. Chứ tôi không để nó đeo hết 16 cái kính gì được. Thế chắc tặng cho các bạn một chút. Ừ, ok. Nói chung là bạn nào mà theo dõi tôi mà thấy cái nào ưng thì inbox cho tôi nhá. Thôi nói chung là để cuối clip. Để cuối clip nhá. Rồi, để đây. Má ơi, nó đỉnh. Đây, cái đơn này nữa. Cái gì đây? Cái đơn này là một cái đơn mà nó gọi là không đồng. Nhưng mà tôi nghĩ... Ui bạn ơi. Lại cái gì nữa? Mic thu âm livestream hát karaoke bạn ơi. Cái gì cơ? Combo mic thu âm hát karaoke livestream. Má nó... Đơn này bạn có phải là bạn đặt 2 triệu thật không đấy? Tôi đặt 2 triệu 5. Bật đi. Đây nhá. Hẳn combo mic luôn á. Combo mic luôn nha mọi người nhá. Tôi đang thấy ở đây luôn này. Ngầu nhở. Còn chưa đến khui đến đông đơn hàng nhỏ này ạ. Chưa khui đến đơn hàng nhỏ luôn đấy. Đây này. Chưa ạ. Đây này, mic đây này mọi người ơi. Mọi người ơi. Nhưng mic này là anh nghe nó luôn mà. Tôi nghĩ là cái đơn này nó phải 400.000 mọi người ạ. Chứ tôi không nghĩ là mic nó sẽ rẻ đến mức như thế đâu. Đây này. Khu âm hát karaoke livestream này. Sao cạc này. Cái này là cái sao cạc mà gì sao đấy mọi người gì? Anh thấy các bạn hay dùng streamer gì đấy hay dùng này. Sao cạc là để chuyển À cái cục bấm đây này. Đúng rồi. Đấy, cái để bấm đổi nhạc, đổi nhức thôi em cứ để đấy. Thôi cứ rồi, để đấy. Ok. Nói chung là tôi thấy chắc cái này là thực sự bạn nào cần thì bảo bọn mình nhá. Thực sự nha, bạn nào livestream mà thực sự là cần thì bảo mình nhá. Mình sẽ tặng cho mọi người. Nói chung là bạn nào thực sự cần nhá. Rồi, ok. Trời ơi. Ôi trời ơi, cuối cùng xong. Xong rồi. Sau 30 phút đập hộp hàng đơn to. Tổng giá trị đơn là bao nhiêu em? Lúc em ngồi cộng là bao nhiêu? Tổng giá trị đơn to là 8.452.000. Tinh tinh. Trời ơi, là nghĩa là tổng giá trị nhá mọi người nhá. Tổng giá trị tất cả cái chỗ đơn to này chưa tính cái chỗ hàng bé này mình chưa đập nhá. Là đã là 8.452.000 rồi. Rồi, đây thì những cái đồ này bọn mình sẽ để làm quà để tặng cho mọi người, tặng giveaway cho mọi người. Đó, thì ở đây là có 16 cái kính này. Mình sẽ đánh số thứ tự từ 1. Từ 1 xuống đây. Đây cho mọi người nhìn kỹ này, từ 1 cho đến 8 và kia là 9 cho đến 16. Ok. Đấy, thì các bạn nào cần thì cứ có thể là chọn lại ảnh, cáp lại màn hình. Rồi nhắn tin cho Facebook của Diệp. Đó đấy mà. Nếu mà sản phẩm còn thì bọn mình sẽ dép lại các bạn nhá mọi người nhá. Okay. Đó và cái này là bọn mình tặng lên, có gì mọi người trả ship nhá. Đây nữa, cả một cái ba lô này nữa. Thực ra là mình không dùng đến nên là bạn nào ưng cái ba lô này thì cái ba lô này khá đẹp nhá. Tại vì mình không còn trong tuổi đi học á nên thật ra em, cũng không dùng cái ba lô này. Để hợp với cái bộ này nhá. Kiểu cái áo sơ mi trắng này, xem cái quần jean màu đen này. Ừ, vậy thế này đi. Hay là cả set đấy đi nhá. Cả set này mình sẽ tặng cho một bạn nào đấy. Ừ. Ok. Cả set này là một cái quần jean màu đen size S, một cái áo sơ mi trắng size L. Size L này là sơ mi kiểu form rộng, nó oversize ấy, thì các bạn nữ có thể là mặc kiểu sơ vin giấu quần á. Form rộng là khá là đẹp và một cái ba lô. Và một cái ba lô này luôn, nó là một cái combo luôn, kiểu tặng cho một bạn đang đi học rồi đấy. Rồi Bọn mình chỉ lấy ship thôi nhá. Bọn mình chứ không lấy tiền đâu, ví dụ là kiểu 30.000 ship thôi ấy, là bọn mình sẽ không lấy cái chi phí gì đâu. Nên mọi người nếu mà thực sự cần những cái món đồ nào ở đây thì mọi người cứ nhắn cho bọn mình. Ở đây còn có như là cái kem body này. Kem body này, tập 5 hộp luôn. Mình thấy ở đây ghi là giá tận 200 cơ này mọi người thấy không? 200.000 một hộp này mà đặt 5 hộp ở bom là hơn triệu đấy. Đấy kia là 5 hộp kem body lận. Xong rồi còn cái này nữa, thực sự nếu bạn nào cần thì nhắn tin cho bọn mình nhá. Cái này thì bọn mình không phải phạm chủ bọn mình. Đây là cái sao cái kiểu live stream ấy. Đúng rồi, cái mic để nói trong mấy các bạn hay live stream á. Và một cái là sao cạc đi kèm. Đấy. Đây mic để live stream trong này nó có tai nghe với những cái đồ sạc linh tinh với cái sao cạc này nữa. Thì lúc nãy ở đầu clip thì các bạn có thể thấy rồi. Bạn nào thực sự cần thì có thể nhắn tin cho bọn mình này. Đây này, hai cái này cũng rất là giá trị. Ừ, hai cái này có thể là mình đi kèm trong cái đơn này luôn đi. Cho những bạn nào cần cái này là kiểu cái chuyển đổi để chơi PUBG đấy ạ. Thực ra mình không chơi game nhiều nên mình không rõ. Cái này cũng là một cái chuyển đổi gì đấy. Cái này cũng là một cái chuyển đổi gì đấy này. Cho nó kiện đấy. Ờ, đồ phụ kiện đồ chắc phụ kiện. Đây cái giá đỡ điện thoại nữa. Thực ra thì mình không có cái đầu giường nên là mình không dùng được. Và đây một bạn nữ nào đấy đáng yêu cute.
cả set này luôn. Cả set này luôn, nhắn tin cho mình đi, mình tặng luôn. Tặng cả set luôn. Cả set 5 bộ móng tay luôn, thao hồ mà úp luôn. Đây, khá là đẹp, hình trái tim này, hình hoa này, đấy các kiểu hình đấy. Rồi ok. Nhá, còn gì nữa không? À, hôm nay thì bọn mình còn đơn nhỏ. Còn đơn nhỏ thì bọn mình chưa đập được tại vì cái clip này nó dài quá rồi. Dài quá rồi. Thế thôi. Còn bọn mình sẽ xin phép giữ lại cái túi kia với cái áo kia. Cái này không để nó tặng được, cái này phải là của tôi. Trời ơi, anh nhìn như hàng thật á, đến bây giờ bọn mình vẫn chưa phân biệt được luôn á. Mình vẫn chưa phân biệt được, nói chung là mình nổi da gà và mình rất là thích luôn. Nói chung là mình... Nó quá là đẹp, quá là mịn. Quá là đẹp luôn ấy. Trời ơi, hai túi cơ ạ. Một cái túi, đây một cái túi này và một cái túi bé này nữa. Nói chung là đẹp. Thôi nói chung mọi người ơi, cái đơn nhỏ này thì mình sẽ xin phép dành cho clip tiếp theo mọi người nhá. Và bây giờ mình xin phép dừng clip tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ ấn like và subscribe cho mình để mình có thêm động lực đập thêm nhiều đơn to hơn. Rồi lắm chuyện nhà. Hôm nay là chắc là may mắn là lãi cái túi kia thôi nhá. Rồi. Thực ra là chắc là có mỗi cái túi kia là lãi thôi mọi người ạ. Còn lại chỗ ở đây thì không có lãi, thấy lãi ở đâu đâu nhá. Mà còn chưa biết túi kia là hàng thật hay hàng giả đâu. Mình biết rồi. Nên em cứ liệu hồn. Và bắt đầu từ bây giờ em chỉ được thêm một tuần trà sữa thôi nhá. Đúng một tuần hết. Mọi người hy vọng mình đập cùng năm cái đống đơn nhỏ này sẽ có nhiều phần giá trị hơn để mình có thể xin thêm được đơn, một tuần trà sữa nữa. Đơn nhỏ này là phải gấp đôi cái đống đơn kia, đơn to kia khoảng tầm 10-15 đơn. Còn đơn nhỏ này chắc phải 30-40 đơn. Đấy, nhờ. Nhiều lắm. Thôi rồi, hẹn mọi người vào clip đập hộp tiếp theo mọi người nhá. Bye bye mọi người.